Đây là một ngôi nhà mà Thắng đã tiếp cận được đến đây. Do anh Chím bên phía xã có dẫn Thắng vào cái vùng hoang mạc đá này để chia sẻ cho các nhà hảo tâm biết được. Đây, ngôi nhà đấy đây. Cần được giúp gấp. Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Theo đúng như lời hứa, Thắng hứa với cả chú Úc có chuyển về cho Thắng rằng là 10 triệu vào tận nhà Thắng, có muốn giúp trên cao nguyên đá Đồng Văn khi có chương trình làm nhà ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Thì hiện giờ đây Thắng đã đến đúng cái khu vực mà các bác biết rằng là gọi là hoang mạc đá đấy, ở xã Lũng Pù đó, ngay sau ủy ban xã đây thôi. Thì tí nữa thì Thắng sẽ quay vào trong ủy ban xã để gặp chính quyền địa phương, để họ có thể giới thiệu cho Thắng hay là có thể đưa Thắng đi được những cái hoàn cảnh khó khăn để Thắng biết được. Và Thắng cảm ơn bác một anh nữa là anh Võ Quang Kim đấy, có chuyển cho Thắng là 3 triệu đấy. Và tổng là bác Võ Quang Kim, anh Võ Quang Kim có chuyển cho là 10 triệu nhưng nói rằng là 7 triệu để hôm tìm được những cái hộ hoàn cảnh khó khăn đó thì sẽ trao gạo lại cái số tiền là 7 triệu. Còn 3 triệu sẽ giúp vào cùng chú Úc để làm nhà ở cái vùng cao nguyên đá này. Và cũng có một chị là chị Thủy Hồ. Thì trước thì các bác biết là chị cũng đã theo kênh của Thắng rất nhiều trong suốt cái thời gian làm ở khu vực Lũng Cáng. Thì hôm trước thì chị cũng có ý ngỏ lời muốn khi bảo Thắng lên đến cao nguyên đá thì chị cũng sẽ giúp một cái chương trình cùng Thắng vào cái chương trình đó. Thế nên là hôm nay Thắng đi cái chương trình này, rất mong được quý cô bác, quý anh chị xem video để biết được là Thắng đến cái vùng này Thắng sẽ giúp, mong được giúp được bao nhiêu nhà. Nhưng mà thứ nhất là rất muốn là chia sẻ với các bác để giúp được nhiều nhà. Nhưng mà với tinh thần nếu mà các bác quý, các bác thương bà con, đồng bào thì các bác có thể ủng hộ qua kênh của Thắng. Nó mà Thắng không phải nói nhưng mà Thắng sẽ cố gắng làm sao để phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương, rồi là các bà con để làm được những cái ngôi nhà đẹp nhất cho bà con ở trong cái vùng này. Vùng này là một vùng rất là khó khăn, nó đá đến 90% đấy, thậm chí là có chỗ hàng 100%. Như các bạn nhìn thấy đây, đây là giữa mùa ấy rồi nhưng mà đá vẫn còn nguyên đó, chưa ấy được đấy, vẫn còn nguyên luôn đấy. Đá vẫn còn chưa thể, cây cối còn chưa mọc được lên. Nên là bây giờ các bác sẽ cùng Thắng đi vào ở trong xã để gặp các anh đó và xem là các anh ấy có bố trí được người đi cùng Thắng không nhá. Đấy, vừa lên cái gặp ngay bà con đi chợ về đây. Wow. Chợ đẹp tuyệt vời. Sau một thời gian Thắng vào liên hệ với cả bên chính quyền địa phương thì đã được các bác cử một cán bộ dẫn Thắng đi vào hoang mạc đá, khu vực cái vùng hoang mạc đá. Đây là cái chỗ mà lần trước nhóm cô Tâm Như đã có cho trao gạo ở đây và Thắng đã đến và họ đang trồng ngô đây. Thắng vừa đi qua hết xuống cái mạn thuộc dạng là chỗ này là Thắng nói các bác rằng là mười mấy năm công tác nhưng mà chưa đi vào đến đoạn này, vào hẳn trong kia nữa cơ. Ở trong kia hẳn một điểm trường kia các bác kìa. Đây là anh Chím sẽ dẫn Thắng đi vào trong một cái hoàn cảnh gia đình ở trong cái khu vực hoang mạc đá thuộc xã Lũng Pù đó. Thì gia đình này thấy anh Chím nói rằng là ở thì vẫn còn phải che bạt những thứ, và những cái hoàn cảnh này thì rất là đặc biệt. Nhưng mà cái này nếu có làm nhà vận chuyển vật liệu thì vận chuyển sao anh? Anh Chím, nếu mà vận chuyển vật liệu thì phải di rời họ lên trên này ở chứ. Vâng, hay như nào? Đất
trên này thì trên đường này thì vẫn có đất thì chắc khó khăn như thế này thì nếu mà không lên được thì vẫn ở cái chỗ nền nhà cũ thì vẫn cứ phải huy động anh em trong làng xóm giúp thôi. Thế bây giờ là họ đang ở nhờ hay là ở như nào ạ? Bây giờ là đang ở nhờ thôi. Đang ở nhờ trên đất người khác ạ? À? Hay là như nào? Đang ở nhờ trên đất người khác. À thế ạ. Vâng. Trong là tình chắc là cũng phải lên nếu mà các nhà tâm mà các anh chị mà giúp được thì muốn cái hộ này thì sẽ vận đầu và di rời lên từ trên cho nó có gần đường thuận tiện hơn. Vâng. À đây là bể nước đây ạ, bể nước ăn đây ạ. Nước đây là cái bể dự trữ nước ăn đấy. Vâng. À. Nước ăn của chồng nhóm này. Vâng. Chồng nhóm này thì rất là khó khăn. Vâng. Anh Chím cho em hỏi chút, đây là cái hộ gia đình là tên là gì nhỉ? Hộ gia đình là Hờ Mít Lùng. Hoàn cảnh nó là như nào anh? Hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Vâng. Gia đình rất là khó khăn. Vâng. Giờ là cái bây giờ hàng năm quanh năm thì cũng ở đây thì toàn là núi đá, xong là cái đất sản xuất nó cũng ít đi, xong vâng. cũng rất là khó khăn. Vâng. Cái hộ này rất là khó khăn, đặc biệt khó khăn luôn. Vâng. Nó vâng. Đây bây giờ đang ở chỗ nào? Nhìn bây giờ là đang ở dưới cái nhìn thấy cái bạt xanh xanh ở dưới kia. À, cái nhà tre bạt đấy ạ. Vâng. À, ở bạt á? Vâng. Ui giời. Rất là có cái nhà bé xong là cũng hỏng hóc đi, xong là đi ở nhờ nhà người ta, xong là người ta lấy lại nhà thì bây giờ là cũng che dựng cái lều tạm, xong là bạt đây là cũng thôn giúp bạt về làm giúp. Thế bây giờ hiện giờ đang có mấy khẩu ở trong đấy? Ở trong đấy là có 7 khẩu. 7 khẩu ở trong bạt? Vâng. Ôi dồi. Vâng, 7 khẩu. Tôi nói, đây bác Chín nói phát là Thắng giởn hết da gà hết rồi. Nên là nói thật với các bác là chưa bao giờ là Thắng nhìn thấy, có nghe thấy là nói là 7 khẩu mà ở trong một cái bạt nhá. Bây giờ thì chia sẻ đây thực tế thì chính quyền địa phương thì cũng rất mong muốn là giúp đỡ được, nhưng mà do cái nguồn ngân sách thì các bạn biết này, ở vùng Lũng Pù này đến bao nhiêu phần trăm là đá nhỉ, anh có nắm được không? Đây là như là 90, hơn 90% là đá, không có đất bằng, toàn đá thôi. Vâng. Có nghĩa là 90% là đá các bạn, hơn có nghĩa là còn thậm chí còn có những chỗ, có những thôn là còn trên cả 90%. Trên vàng có hơn, có thôn còn trên 90% là toàn đá thôi. Ở đây cái nguồn kinh tế phát triển chính là phát triển chính ở đây thì đa số ở cái thôn này thì đặc biệt là quanh năm chỉ dựa vào cây ngô thôi. Vâng, là cây ngô là phát triển chính, là cây ngô thôi. Vâng. Làm cái ngoài ra là không thể phát triển cái gì thêm được. Bởi vì là toàn đá, không thể trồng cây nào khác được. Vâng, không vâng. thể phát triển được hơn được. Vâng. Thế là khó khăn. Vâng. Thế bây giờ đi đường tắt xuống cái chỗ mà cái chị này đang mua đi lợn. Anh thử hỏi giúp em là chị này mang con lợn này đi đâu? Một trăm bữa thứ tôi à? Sao? Là lấy đi làm giống rồi. Lấy đi con này, con lợn được. Lợn giống thì phải bê về chứ, bây giờ cứ dắt như là đuổi này thì làm sao bao giờ mới về đến nhà? Lấy về vẫn phải cho nghỉ ngày nó bây giờ mới. Đấy, đây là lợn giống. Vâng. Đấy, thì, giống không? Vâng. Đấy là giống lợn lợn tốt, lợn vâng. Lấy đi phối giống rồi. Vâng. Ôi, em nói thật với anh là ngày trước em ở thì lúc nào em cũng nói là 99 thôn bản và 5 tổ khu phố là em đi hết, nhưng mà đúng là thôn này em chưa đến thật. Thôn này là giáp. Cái thôn này thì em nói với anh là của 12 thôn thì cái thôn này là khó khăn nhất. Vâng. À, cái thôn này. Vâng. Rất là khó khăn. Cái đường bây giờ còn vào trong kia còn một tổ nữa. Chỗ nào anh? Nào gọi là tổ 3, cũng thôn này. Kia có một cái ngách đi bên kia đấy ạ. Đường đi trong kia. Ai giờ? Là đi vào tổ 3 kia là dân. Còn đấy là một tổ nữa. Vâng, một tổ nữa. Dân tự mở từ đấy làm đường đi thôi. Vâng. Trước năm 2019 là chưa có đường đi đâu, cần trèo lên vách đá đi thôi. Đến tổ 3 kia với là con em ra đây học thì rất là khó khăn. Rồi. Cán bộ đi vận động học sinh biết là cũng là rất là khó khăn. Cán bộ đi học đi vận động học sinh với cả cô giáo đi vận động học sinh thì đúng là không có đường. Bây giờ đường thì
mới mở nhân dân tử ấy. Thế à? Vâng vâng. Mở bạc xong là. Đấy nè. Thì nhà nước hỗ trợ khi là dân tất tử làm mới. Cả cái đoàn này bây giờ xuống đây cũng là dân tử mở. Vâng. Xong là bây giờ là cũng chưa có xi để mà đổ. Bây giờ mà có xi măng hết là dân tử. Rồi làm đổ đường đây à? Đổ đường luôn. À đây này, còn chỗ này đang có chỗ xin xi để làm đường đây. Và có bà con đã đánh mặt đường ra rồi. Mặt đường mở mặt bằng hết rồi. À mở mặt bằng đây. Rồi, không có xi không làm gì được. Vâng. Xuống dưới này còn bao nhiêu hộ nữa anh? Ờ dưới này là hơn 10 hộ. Hơn 10 hộ. Ồ. Có một hộ đang che bạt kia các bạn. Ở đây xót xa nghe. 7 hộ. 7 khẩu. À 7 xin lỗi là 7 khẩu. Họ ở trong một cái bạt nó. Ai da, đường này thì bà con bảo sao phát triển được kinh tế anh nhỉ? Thì quá. Đấy. Đấy là bác Úc bác ấy bảo là muốn giúp thì đúng là nói bác bảo là phải giúp ở trên cao nguyên đá là đúng đấy. Nên là bác ấy gửi tiền cho như vậy này. Để có thể giúp được thì có như nào thì sẽ các cô bác nữa cùng thắng với cả các nhà hảo tâm và cùng các anh em ở xã đây để chia sẻ xem là cái hộ này nó như thế nào để xuống mà giúp họ. Đây toàn đá là đá thôi, đúng chỉ có đá với trời này, đá nằm ngả nằm nghiêng nằm các hướng, không có đất mà canh tác đi. Này học sinh nó đi học cũng khổ anh công nhận không? Vâng. Nhờ học này đi bộ trèo leo hơn chắc là. Vâng. Vâng. Mà em thấy là cái chị kia chị ấy đi gùi cái nước nhá, mà mùa này là mùa mùa có nước chứ đúng không? Vâng. Mùa này mùa nước rồi chứ. Thế là chỉ có cuộc sống là chỉ có sáng dậy và đi tìm nước thôi. Vâng. Để cho bò uống với gia đình ăn. Đây là cái đường, cái mặt bằng đấy anh phải không? Vâng. Đây bà con. Đây là cũng... mở từ trên kia xuống đây là gần một cây. À. Vâng. Có nghĩa là một cây đường. Vâng. Đây, là dân tử ấy. Tự đập đá tự ấy hết rồi đây đấy. Tự mở mặt bằng. Ai dạ, thế là dân này. Qua kiên cường nhỉ? Cũng đi như thế này thôi, mở thành mặt bằng đi rồi. Vâng. Đi xe máy đây, đường lại đi xe máy đấy ạ. Phát là có đường đây là đường xe máy đi mà. Ừ. Vâng. Có nghĩa là theo anh Chím, anh ấy là phụ trách ở thôn này, anh ấy trao đổi với Thắng rằng là nếu có quý nhà hảo tâm nào giúp được gia đình này thì sẽ khẩn cấp được chuyển lên trên, thì vận chuyển vật liệu vật liệu thì mới ở được chứ làm nhà được, chứ còn làm nhà chỗ này thì theo Thắng nghĩ là nước còn chẳng có xây nhà kiểu gì. Vấn đề của nước nữa nhé, các bác nhé, không phải là ấy đâu, không có nước mà xây đâu, mà trộn vữa đâu. Thực ra cái đá này thả đi đường trơn tí còn hơn, đi cái này rách hết lốp nhờ anh nhỉ. Này đá này cứa rách hết lốp xe, mấy cả với lại chân mình đi này, cái giày nó mỏng mỏng này, sợ thật đấy. Vâng. Ở đây phải nói các bác là không có cái thể phát triển được kinh tế đâu. Giống như anh Chím anh nói rằng này, ai hộ nào giỏi thì nuôi được con lợn, con gà. Xong là đất thì không có mà trồng cỏ, tất cả đều phải dành cho cây ngô trước là lương thực thực phẩm đầu tiên. Nuôi bò thì nuôi nhiều thì mình cũng phải có chỗ để mà trồng cỏ. Vâng. À đây, vâng. Nhà đang che bạt đây anh. Wow. Chủ nhà đấy à anh hay là đâu? Đây là một ngôi nhà mà Thắng đã tiếp cận được đến đây. Do anh Chím
bên phía xã có dẫn thắng vào cái vùng hoang mạc đá này để chia sẻ cho các nhà hảo tâm biết được. Đây, ngôi nhà đây đây. Không có ai nhà. Đi làm ạ. Đây là ngôi nhà của 7 người đang sống ở đây thì các anh ấy dẫn thắng vào. Nói là cũng rớt nước mắt. Thắng cũng từ trước giờ thì theo thắng làm ấy thì các hộ gia đình làm nhà thì đến nhà này thì thật sự cần được giúp gấp. Sợ quá các bạn ạ. Đấy là trước mắt là đã có 13 triệu, 10 triệu của chú Úc chuyển vào đây. Với lại thêm nữa là cái... Dạ, 6 khẩu ạ. À xin lỗi là vừa nãy một người thấy bảo mất rồi. À đấy. Còn có 6 khẩu nữa các bạn. Anh bật đèn flash nhé, cho em phát này. Em bàn xem nhà. Xem 7, à 6 người ở trong như này thì nhá. Úi dồi. Ôi, đây là gia đình thì là thật sự rồi đúng không? Đây, đây là bàn thờ cái thứ đây rồi. Thế đất này là không phải nhà của họ à? Mua cho mua được cái này. Nhìn này nhà thôi, còn lại đất thì không phải. À. Nhìn này nhà. 6 khẩu thì là người già nhất là bao nhiêu tuổi anh? Người chồng sinh năm 87. Chồng là 87 ạ, sinh năm 87, bằng tuổi em. 87, 87. À. Mấy thế là có 4 người con nữa ở đây. Đấy là chia sẻ một hoàn cảnh nhá. Đấy, các bác nào cái này cần phải xóa ngay các bạn. Liên hệ lại với Thắng qua cái số điện thoại Thắng bắn trên màn hình để Thắng sẽ cùng với cả các anh các chị chính quyền địa phương rồi là trong thôn để sớm xây dựng cho chủ hộ này là anh gì nhỉ, chủ hộ là anh gì nhỉ, anh Hờ Mí Lùng. Hờ Mí Lùng. 6 khẩu. Ở trong này là 6 khẩu. Đấy. Đặc biệt khó khăn và một trong những cái ngôi nhà mà bạn cái này Thắng phải gọi là bạn, bạn này bạn bằng tuổi Thắng. Đấy và đang sinh hoạt như nguyên thủy luôn. Đây. Đây là bếp lò kê bằng 4 viên đá xong rồi đặt lên. À, như này. Thế hôm nay là chủ hộ không có nhà nữa. À. À. Hờ Mí Sùng. À Hờ Mí Lùng. À, nhà của bạn Lùng. À như này. Thế bạt này là cũng xã với cả thôn là cũng góp cho để vâng. Ấy đấy ạ. Vâng. Vâng. Bà này à? Vâng. Thế là cái hộ này bạn gia sư giúp đỡ. Bởi vì là đất thì cũng không có nhiều. Cũng có chậm hiểu biết chứ đúng không? Chắc vâng. Là cũng phải chậm nhận biết chứ đúng không? Vâng. Kém nhận biết vâng. Đi. Vâng. Đúng không? Chậm hiểu biết thì ngày nó nghiền chứ. Cái này thì đây là chia sẻ đến để cho các nhà hảo tâm nữa. Đấy thì cũng thông báo với cả anh Chím là có người thì người ta đã chuyển trước cho em là 10 triệu rồi. 10 triệu với cả một người nữa là chuyển 3 triệu. Đấy là 13 triệu. Cứ thông báo cho gia đình này là trước là mắt là đang có 13 triệu á. Khi nào kêu gọi đủ thì em sẽ thông báo lại bên chính quyền địa phương để tiến hành xem ra mà nếu có mà xây dựng ở đây thì là chắc là vận chuyển vật liệu sẽ rất là đắt. Cố gắng xem là chính quyền có thể lo được cái chỗ mà họ lên một cái chỗ mới không. Đấy, di rời lên không? Hay là vẫn quyết định làm nhà ở đây.
hoặc làm như nào. Đấy. Bây giờ cái chỗ này là cái nền, chỉ có cái nền ở thôi. Chỉ bây giờ đất xung quanh là không phải đất của nhà nhà hộ này cơ. Chỉ được cái nền, cái chỗ này này. À, chỉ có nghĩa là bo xung quanh cái tường này đây đấy. Vâng. Đây, đây. Ngoài ra là không phải đất. Những nền này là đất của ông đó. Còn lại lát còn hành lang này của hàng, của họ hết. Vâng. Hành lang này của hàng xóm. Hành lang này của hàng xóm hết rồi. Nên là cái này thì cũng khó nhỉ. Nếu mà thôi thì được rồi, bây giờ thì cứ trước mắt là kêu gọi đã, xem là họ giúp các thứ như nào. Xong là em sẽ liên hệ lại. Chắc là sẽ phải lên nhiều và làm nhiều ở cái vùng này. Tại vì ở đây nó quá khó khăn. Ở đây rất là mong các nhà hảo tâm và các anh thì cũng là tạo điều kiện giúp đỡ cái hộ này. Cái hộ này rất là đặc biệt, rất là khó khăn luôn. Thì là tuy rằng là chính quyền cả xã cả thôn thì cũng giúp đỡ, cũng quan tâm, nhưng mà do cái xã thì cái kinh phí cũng hạn hẹp, là không có cái nguồn khoản nào để mà giúp đỡ được hết được, bởi vì là cũng rất là nhiều hộ, và nhiều hộ trên địa bàn này. Vâng, địa bàn thì xã cũng là cạn kiệt những cái cái nguồn đấy, không hỗ trợ hết được. Và cái nhà này thì cũng vận động người cả xã cả thôn là cũng vận động, cũng vào nhà cũng mấy lần, cũng trực tiếp ngồi với chủ hộ rồi. Vâng. Thì thấy có căn quá thì cũng xã cũng hỗ trợ 100 tấm một lô. Vâng. Để làm lại, đi tìm gỗ tìm cây thì hôm qua cũng vào, tôi cũng vào một lần nữa mà cũng bảo là thôi nghèo quá không có không đủ khả năng để mà làm được. Vâng. Có nghĩa là mình đã bàn cho là giúp 100 tấm một lô. Là có nghĩa là, nhưng mà cũng không thể làm được rồi. Không thể làm được. Đúng rồi. Như thế này thì chắc chắn là tài sản cũng không có cái gì cả. Vâng, không có. Ngoài có mỗi một con dê trắng nhỏ nhỏ kia nhốt đấy. Em nhìn rồi. Gà thì không biết là có mấy con, nhưng mà nhà này còn không có một tí lương thực nào luôn. Người Mông là thường thường họ để ngô ở trên gác này này. Đấy, trên gác này này. Đấy, nhưng mà đây thì cũng không phải là cái gác nữa rồi. Nhà nó không còn một cái gì nữa. Nó tận cùng của nghèo rồi. Không còn cái gì cả. Mà cũng lần đầu tiên em nói thật với anh, đến năm nay là xây mấy chục cái nhà rồi, nhưng mà hoàn cảnh này, kể cả anh Long gặp chỗ anh Sinh ở chỗ ấy cũng không thể bằng cái hộ này, đúng không? Là quá là ấy, che bạt hoàn toàn. Cái bạt này nhìn này thôi, nhưng mà chẳng được mấy bữa nữa, mấy nữa ở vùng này rất hay mưa đá. Đấy. Chỗ này là vớ vẩn, là tung bành hết luôn. Gió giếc như này là không thể đảm bảo được. Vâng. Cái này trong trường hợp là khẩn cấp giúp hộ gia đình này. Nó chia sẻ ở trên đây cũng biết anh là bí thư nhỉ? Vâng. Bí thư thôn. Vâng. Anh tên là gì nhỉ? Tên Hờ Mí Già. Hờ Mí Già. Đây là anh Hờ Mí Già và anh Chím ở bên phía xã làm bên hội nông dân. Đấy, là có đưa về đây và quay chia sẻ. Rất mong được các quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân xem video và chia sẻ video để sớm cho nhà bạn Lùng này có được một ngôi nhà, gọi là trong cái chương trình xóa được cái nhà tạm đi. Ở như này các bạn biết là cuộc sống chắc chắn nó sẽ không đảm bảo và rất là khó khăn. Nó quá là vất vả. Sắp đến mùa mưa bão nữa, gió lốc nữa, ở đây thì có mưa bão gió lốc thì cũng quanh năm thì rất là to. Sợ đến lúc cũng vào khoảng tháng 5, tháng 6 là hay gió lốc này thì cũng rất là nguy hiểm. Vâng. Sợ là 6 khẩu ở trong này. 6 khẩu ở trong này thì quá khổ. Lúc mưa gió là không biết là đấy, đến nỗi là cái cửa nhà cũng đây. Đây là cái cửa chính của người Mông này các bạn này. Đấy, là có cái vải đỏ này và cũng chỉ đậy bằng cái miếng pờ lô thôi. Các bạn biết rằng là như nào. Còn đâu là xung quanh là bạt mấy cả tre các kiểu. Nói chung là không thể nào mà nghĩ được đây là một ngôi nhà họ sinh sống và ở như này. Quá khổ. Nhà ở và quá là khó khăn. Đấy, vất vả. Cái này là làm cái chiếu nặng luôn. Có nghĩa là nằm thẳng chăn đấy chắc là cũng được ai cho chứ hay như nào. Nhà này là không có lương thực.
mỗi lần được hỗ trợ này nọ là còn được hỗ trợ được cái này cái nọ cả trả là thế à, mỗi lần có là nhà nó có luôn, thế à, bên nhà có khăn mà cũng rất là quan tâm về từ thiện. Vâng, có nghĩa là có những cái chương trình gì từ thiện là ưu tiên cho hộ hộ này luôn đấy, chăn chiếu này, vâng, chăn từ gạo cứu đói như các bạn biết là vẫn có. Vâng, đang là mùa này đang giáp hạt đây nhỉ, bác nhỉ, vâng, đi vẫn có mà vẫn đi lấy gạo. Vâng, vâng, được rồi, được rồi, vẫn còn cái rát đây đúng không, này làm sao ngủ được đúng không. Ở thế này nó không khác gì nguyên thủy luôn. Nói thật các bác là đây còn trong này là buồng cá nhân đây của gia đình đây. Đấy, đây buồng. Ở đây. Đấy, một cái buồng. Ờ. Cái buồng con cháu. À. Thế là hai vợ chồng ngủ ngoài đấy. Ngoài này có cháu thì ngủ trong buồng này. Lắp. Vâng. Đây, nhà đây. Ở này. Không thể nào mà nghĩ đây là ngôi nhà được. Còn chỗ này là để cỏ à? Chỗ này là để dung, để củ các kiểu. À, để củi, để kiếp. Củ, củ, củ. À. Để về nó đúc. Đấy, bạt tiếp đây. Không có cái tài sản thì sợ thật đấy. Này không nghĩ được đấy. Trong mấy bà này khi nào nó lất lê rồi thì nó lại để lại bên canh ngô hay là canh củ các kiểu, nó để dưới này. Là để canh ngô cái ấy ở dưới đây. Canh ngô canh cơm ở dưới này. À. Anh Long có kẹo nó cho cái cháu bé kia cả. Bảo nó tha. Qua. Đấy, thằng sẽ chụp ảnh lại để cho các bác biết được. À, đợi tí. Nhà này. Đấy. Thắng cũng không biết nói như nào khi cuộc sống của những hoàn cảnh mà đến quay đến chia sẻ thế này, đặc biệt như này thì rớt nước mắt. Các bác cứ để ý xem là bạt như này thì chắc chắn là mới được xã với cả thôn về đây căng giúp thì trong cái thời gian nữa thôi là nó cũng sẽ bị mọt như mục như cái này này. Cái này sớm muộn là cũng như thế này thôi. Được rồi, em lấy cái ảnh rồi. Không ai nghĩ là như này. Đây anh Long anh muốn chia sẻ để các cô bác cũng tắm được. Luôn anh Long đến đây hộ gia đình này là chia sẻ giúp làm nhà hay là làm gì đấy? Hay như nào? Hả? À, đây là Thắng đến đây thì hôm nay có cả mấy anh em đi cùng. Đấy. Trong cái chương trình quay thực tế chia sẻ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đấy, anh Long ơi. Em bảo này. Thôi tốt nhất là cái tiền đấy thì anh để lại hôm nào vào hỗ trợ gia đình nó em mà làm nhà được ấy thì hỗ trợ họ tiền ăn tiền giếc. Đấy. Để giúp cho gia đình này nhá. Còn không thì anh cứ chuyển lại cho bí thư, xong bí thư họ chí chiều trưa về anh đưa giúp lại cho cái gia đình này nhá. Đấy. Đưa lại hộ cho hộ bạn Lùng. Đấy. 1 triệu của anh Long. Đây là giúp trước mắt là tiền ăn. Đấy. Khó nói quá nhỉ. Hỗ trợ cho gia đình này rất khó khăn với các cô các chú các bác. Vì là anh là cháu rất là vất vả là về với anh trai, tại vì là nó còn anh trai bắt nhưng mà anh trai bên con bác nữa. Anh trai mới có bắt. Thế ạ. À? Vì thế nó khó khăn về giúp với bà con nhân dân dẫn thứ thiệt là có gắn. Giúp đỡ. Vâng vâng. Cảm ơn nhé. Cái này thì anh chuyển lại giúp cho cái số tiền của anh. Có cái để chuyển lại cho ông chủ nhà anh Tấn Long. Anh Long và có gì đã hỗ trợ cảm ơn, mình xúc động quá, ra hoàn cảnh đặc biệt quá. Thực ra thì 3 năm nay chia sẻ YouTube, quay YouTube rồi, hôm nay được cán bộ địa phương với cả đồng chí bí thư thôn này dẫn đến đây thì một trong những cái hoàn cảnh mà thực ra cũng không còn nghĩ là họ ở như này nữa.
Đấy, có cái cuộc sống nó khó khăn như vậy. Tôi biết như vậy á, để xong xong là về có cái gì thì sẽ thông tin lại cho mọi người. Đấy, trước mắt đến đấy cứ thông báo để công khai cho các bác biết là có cái số tiền là 3 triệu của bác Võ Quang Kim nhá. Đấy, là bác Võ Quang Kim đã rút 3 triệu. Còn nữa là bác Úc ở Thanh Hóa có gửi 10 triệu. Đấy, là cái số tiền 13 triệu đấy là Thắng sẽ chuyển về nhà này. Đấy, và tiếp tục nhận thêm những cái số tiền khác để kịp giúp cho gia đình nhà này đang mùa mưa. Đấy, Thắng thì hôm nay không gặp được thực tế thì thấy nói rằng chia sẻ là đang đi vun ngô thuê. Đấy, ở dưới đường bờ sông, nhưng mà bây giờ không thể gọi được về. Có nghĩa là dưới dòng sông này là dưới bên kia là có Tràng Hương. Đấy, ra tận Tràng Hương để vun ngô đúng không? Có một dòng sông ven đó thì họ đang đi làm đó, nên là không thể gọi được về. Theo hôm nào mà quay trở lại có tin vui thì sẽ thông báo cho gia đình. Đấy, và sẽ mua gạo, mua mì, thứ cho gia đình để gia đình ăn. Đấy, cái cuộc sống bằng tuổi với cả của Thắng ấy, nhưng mà cái hoàn cảnh thì nó đặc biệt quá, rất là đặc biệt. Năm nay là cũng 30 mấy tuổi nhưng mà này là đầu óc là cũng không được minh mẫn rồi, chắc chắn là Thắng nghĩ như vậy. Hoặc là do một cái điều kiện gì đó nữa, đúng không anh? Thôi được rồi, bây giờ đây anh em mình ra tiếp tục xem cái hộ nào nữa nhỉ anh nhỉ? Là hộ đấy là đã được giúp. Hộ đấy là cũng gọi là cũng chưa được hỗ trợ, nhưng mà cũng nhà cửa thế nào anh? Khó khăn, cũng nhà dột nát, cũng rất là khó khăn. Cũng dột nát và rất là khó khăn. Vâng. Và già trà cái á? Thò trà cái. Thò trà cái. Trà cái giàng mí mỉ. Bao nhiêu khẩu nhà đấy, bao khẩu anh? Cái nhà thò trà cái là 3 khẩu. 3. Đây là cũng cùng thôn này luôn. Thôn này là thôn gì nhỉ anh nhỉ? Thôn làng tỉnh Giao B. Làng tỉnh Giao B. Vâng. Thôi được rồi nhỉ. Thôi đóng cửa vào cho gia đình thôi. Vâng. Không phải là mắc đây. Chủ nhà để buộc đây là gần quá. Không có một cái gì. Nhà này là... Thấy chưa? Sợ chưa? Sợ. Hả? Sợ động. Sợ ở đấy. Cứ đi đến tận nơi như này mới biết được. Mới biết được là... còn khổ như nào. Giờ Thắng sẽ di chuyển sang một cái hộ khác. Đó. Chia tay nhà... bạn Lùng. Đó. Đã... quay và chia sẻ. Hộ này là khẩn cấp. Thắng đặt trong chế độ khẩn cấp các bạn. 6 khẩu. Trước là 7 khẩu, tùa mất 1 khẩu rồi. Giờ còn 6 khẩu thôi. Đây là không có cái gì các bạn ạ. Nguyên đá với trời và trồng ngô. Chỗ nào anh? Đi như nào cho tiện nhất là hợp lý anh ạ. Vâng. 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 Cái này cứ có sức dân là làm được hết. Quan trọng là không có xi thôi. Đấy. Vấn đề là xi và bột đá. Bột đá là sát luôn được. Thế là quan trọng là xi thôi đúng không? Đây là những cái hộ như này mà họ còn không giới thiệu cho Thắng này. Tại vì là như này vẫn được coi là hộ khá đúng không? Cận nghèo, ui dồi. Thế à? À.
Như này là già tạm rồi đấy. Rồi. Như là địa bàn những thế anh ạ. Rất là khó khăn quá. Mua gì để lỏ chém một phần sáu anh ạ. Phần sáu này phần sáu tí nữa. Cái mua này cũng phải. Ê bố từ rồi thằng đẻ. Đây là củi đấy. Có ra lò lò. Mua sửa lên trên nào. Trời ơi, tôi sửa lên trên này đâu. Mua tôi thua rồi. Một giỏ chứ. Đây là nói các bác là muốn ăn thịt nướng ấy, là đây không làm được món gì, tại vì không có củi đâu. Đây là đa phần cây ngô thôi. Nhìn thấy xem. Sợ lắm. Đấy là ông chồng, còn đi sau là bà vợ. Đó. Đi nhà anh chim nhỉ? Bây giờ là đi lên một hộ khác nữa nhé. Các anh ấy sẽ dẫn Thắng đi. Đấy. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Rất mong được các bác xem qua video để biết được về cái tình hình gia đình này nó như thế nào. Đây là lên chỗ trung tâm thôn. Còn cái điểm trường mà Thắng đỗ mãi trên như kìa. Đấy, xa lắm. Úi giời, mình nhỏ. Chỗ này thì còn có thấy hiện tượng là có thấy gạch đá bê tông. Đây là nhà đây à anh? Trên kia. Ui. Trên nữa. Nhà này chẳng nghèo à anh? Nhà này vẫn nghèo mà. Vẫn nghèo nhưng mà đỡ hơn. Đỡ hơn à? Vâng, đỡ hơn cái hộ kia. Như này là đỡ hơn đấy. Vâng. Như thế này vẫn đỡ hơn. Ôi giời ơi. Đây có 3 nhà liền nhau như này các bạn này. Nhưng cũng như nguyên thủy nhưng mà các anh chia sẻ là đỡ hơn. Ở đây là rất là hiếm nước. Đây là một trong những cái nguồn nước mà được bà con che đậy rất là kỹ càng để lấy nước để sau này ăn. Trẻ con đây toàn cười chuồng. Sợ thật đấy. Chào bác nhá. Vừa ngãi mệt không dám chào bác. Sợ bác không trả lời được. Vâng, mù chê à. Đây anh ơi, hộ này. Hộ này cũng chưa là gì à? Ui hộ. Đây này. Hộ này cũng chưa là nghèo á? Ô. Ui hộ. Ui hộ. Nhà này đỡ hơn chút, khá hơn nhà kia. Nhà che bạt thì 9, nhà này thì... À nhà che bạt chị 10 thì nhà này khoảng 8. Wow. Bàn thờ đây. Cũng không có gạo, không có lương thực. À có. Có hơn, nhà này bếp lò bếp viếc. Hồ này cũng là khó khăn chú ạ nhé. Vâng, cũng là khó khăn à? Vâng, cũng khó khăn. Vâng. Nhà này thì bưng gạch bưng viếc và xây phát là được nhà luôn. Vâng. Cột to, không phải như nhà kia cột bằng đúng bắp rồi, tay. Nhà kia là không có cột. Cột nhà kia là bằng cái thanh đấy. Cột chính. Này là tốt. Phòng mỹ sinh nhỉ. Mấy người con? 4 đứa con. Bốn cũng 4 đứa con. Vâng. 6 khẩu ở trong này. Vâng. Đây là con đây à? Vâng. Có kẹo no tha cho nó ăn kẹo. Hết rồi. Hết kẹo rồi à? Chia hết rồi à? Ừ. Không còn cái nào nữa à? Ôi giời. Này là con cả. Con cả đi học lớp 3. Lớp 3. À. Cũng tên là sình ạ. Đây là sình hờ mí quả. À hờ mí quả. Hờ mí quả. Hờ mí quả nhưng mà chú họ nó là quả. À. Chú họ là hờ mí sình.
Cái này là để xay mèn mén thôi. Cúi đã. Nhìn thấy cái này là biết ngay là ăn ngô. Hẳn nào em nhìn mấy hộ kia em bảo là kia không phải là nghèo, thì anh Chím bảo là còn nhiều hộ lắm. Nhờ. Thì đúng là thật. Quả thật là nghèo quá. Nhà này thì được cái là bờ lô bờ ghiếc hết rồi. Còn mỗi cái vách này thôi. Nhà này bây giờ bưng một cái vách này nó khoảng bao tiền ở đây? Thì làm được. Vật liệu đây nó có đắt không? Tại vì em chưa làm nhà cái vùng này. Gạch thì bao tiền một viên anh Chím, anh trưởng thôn? Đây là gạch, gạch mà nếu mà nó trưởng vào đây là họ trở vào đây là nó tính ra trở vào đến điểm trường 9.000 vào đến điểm trường một viên 9.000 một viên 9.000 vào đến điểm trường trở vào đến điểm trường là 9.000 đấy 9.000 một viên gạch, nhưng mà gạch ở đây thì nó to đúng không? Gạch đây 17 cân phải không? Loại 17 cân như trước gạch là mình bốn à. Thế cũng như kiểu gạch ngày xưa em xây nhà ông chứ bốn vợ đúng không Linh? Đúng với gạch đấy không? À, 9.000 là đúng, 9.000 với 12.000. Có nhà nào xa phải gùi xuống là 12.000 cả công của họ. Nhà này thì cũng phải gùi đúng không? Những cái nhà này 9.000 một viên, nhưng mà gạch to thì nhà này nó bưng chỉ khoảng 1.000 là kín. Đúng không? Khoảng 1.000 là 9 triệu với cả bột đá bao tiền một xe. Ở đây ấy. Đường kia là nó chở thường vào, là cho chở được mấy khối vào đường này? Nó chở được 3 khối. 3 khối là bao nhiêu tiền một xe đấy? Một khối nó tính ra hơn 450. Một khối là 450. Khối bay lên là nó tính 500. Có nghĩa một xe bột đá 3 khối khoảng 1.500.000. Một khối một xe kia 3 khối là khoảng 1.500.000. 1.500.000 một xe thì khoảng 2 xe bột đá. Xi nó khoảng bao tiền đấy nhỉ? Xi là mười mấy, ở đây mười mấy. Xi em nhất trở đây chắc phải 80 đấy nhỉ? 80 thì nó ở trên, nó ở trên quá đâu. Trên quá là 80 rồi. Trên quá 80 rồi nhỉ? Thì trở xuống đây là 85, 90. Trở xuống thì nó ở thuê xe máy hay là thuê xe ô thì nó khác tính sâu. À. 90. Đắt đó, trên này thì đắt hơn ở dưới kia rồi. Đường đi lại khó khăn, vận chuyển. Vận chuyển đây vào đây từ cái đường to kia vào đây là mấy cây nhỉ anh nhỉ? Gần 3 cây à? Ai dạ. Nếu mà vào nó từ vào nhà thì nó hơi 3 cây. Thế còn từ cái điểm trường kia vào đến điểm trường này là mấy cây? Cái điểm trường mà bọn em đỗ được xe kìa. Hả? Ừ. Ba cây thôi đúng không? À, lần đó ăn. À. Điểm trường mình ấy. Điểm trường mình chỉ có hơi 600 cây, 600 số thôi. Một cây anh cây gì đấy? Nếu mà vào đây là chụp cây. Chủ nhà, chị vừa đi hái rau về. À, cũng hái cái rau răng cưa hôm qua tháng ăn ở bên kia. Đó, cái rau này là rất là ngon. Chị này bao tuổi rồi? Hăn tâu sùng không? Không muốn vào trường à? Hả? Chị này sẽ... Pê chào... Pê chí đấy không? Pê chào chị 35 á? À? Bằng tuổi mình à? Tại vì bà con ở trong xóm mình cũng không biết ngày sinh của mình nên là nhiều khi... Đa phần là cô giáo đặt ngày tháng năm sinh nhờ đúng không? Đi học là thôi cứ bảo sao thế toàn mà, ngày mùng 2 tháng 9 mới là cái gì ngày đẹp lắm, toàn ngày đẹp. Ngày mà là 1958. À 1958. Ngày rất là đẹp. Chủ hộ đấy vừa ấy về. Coi được rồi biết là hoàn cảnh tiếp một hộ thứ hai đấy. Hộ này là với trong cái tinh thần là các bác biết rằng là thôn với cả xã là còn là như này là vẫn thuộc dạng khá, nhưng hơn những cái hộ khác chưa còn cấp bách lắm, nhưng mà các bác giúp được cái gì các bác cứ sẵn sàng alo điện cho Thắng để cho họ. 6 hộ như này là ở 6 khẩu ở trong cái nhà như này là rất là khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đấy, theo Thắng đã đi giúp rất nhiều hộ rồi. Thắng mong đến đây là được giúp được cùng các nhà hảo tâm, được các mạnh thường quân giúp để thay đổi được nhà ở đây cho bà con ở quá là khó khăn và vất vả. Đây là chậu
rửa bát à hay làm gì? Chậu rửa chân tay ban đêm có nghĩa đi làm về là có nghĩa là rửa xong đi ngủ ấy chứ không tắm đúng không? Đấy, không có nước để tắm các bạn. Chậu rửa chân tay ban đêm, bác bí thư thôn bác nói vậy. Thôi đi nhỉ, anh ơi, anh Chín nhỉ, anh lại đưa em đến một vâng, hai bên hộ trên là đồi trên này. Tháng cũng rất là đặc biệt. Vâng. Tháng kết thúc cái video của mình ở đây. Các bác quan tâm được thì hãy gọi điện lại cho Thắng để giúp được bà con phần nào ở cái vùng cao nguyên đá này. Thắng đến đây là không phải ít ngày đâu, Thắng sẽ ở đây. Hôm nay Thắng đổi ý luôn, Thắng ở hết tuần. Để có nghĩa là Thắng sẽ về điện về cơ quan để xin để cho lãnh đạo giải quyết cho Thắng ở, để chia sẻ giúp được bà con phần nào hay phần đó. Nên là các bác nào mà xem video này xong có thể điện cho Thắng nào, thì có thể vớ vẩn ngày mai, không phải vớ vẩn nữa mà ngày mai có thể khởi công thực hiện nhà ở cho người ta được ngay, để triển khai cùng với cả anh chính quyền ở xã và địa phương. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Đi, mù chê không?